Thế còn bạn Bún, đây bạn ấy đang làm cho bạn gái, bạn ấy có mái tóc màu vàng. Ui xinh thế, bạn gái của bạn Bún chắc kém sẽ đẹp đây. Bây giờ chúng mình cũng đợi bạn Bún làm xong nhá, họ chúng mình cùng ngắm nhá. Chào mừng các bạn đến với kênh Bé Bún Tô Màu. Hi, ba bà con và Bún xin chào các bạn. Hi và xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay ba bà con Bún sẽ chơi trò chơi tranh cát các bạn nhá. Yeah, bây giờ mình sẽ làm tranh của con Bún là tranh bạn gái, con cho các bạn xem tranh đi. Đây các bạn ơi, đây là bức tranh của bạn Bún nhá. Đây là một bạn gái mặc cái váy màu đỏ, có mái tóc màu vàng rất đẹp. Ở góc người ta đã hướng dẫn mình màu, sau đó bạn Bún sẽ làm theo mẫu, hoặc bạn Bún có thể sáng tạo theo màu mình yêu thích. Còn của em Bắp, em có thể cho các bạn xem tranh đi. Đâu tranh của em Bắp đâu? À, tranh của em Bắp đó là một chiếc xe máy đấy các bạn. Thế bây giờ hai bố con sẽ làm chiếc xe máy nhá. Còn để bạn Bún sẽ làm bạn nhái để các bạn cùng xem. Đúng rồi, con làm mặt trước đi. Con có thể làm màu cam cũng được. Đây con bóc mảng trên đi đã. Đây. Đây cái này gậy. Ồ, giữ chân mày lại nha. Đấy, nhẹ nhàng thôi con. Đúng rồi. Chính xác. Chúng mình phải gậy đến đâu hết đến đấy. Khi con bóc ấy, cái chân mày ấy, con phải dí xuống nhá. Đúng rồi, giỏi quá. Thế là đã được một cái mảng mặt rồi. Bây giờ con lấy thìa con xúc vào đi. Con rắc đều vào. Đúng rồi, bây giờ con lấy đi, nhẹ nhàng thôi. Đây, con phải đấy, làm cong cong con đổ xuống thì cát nó không bị trôi ra ngoài. Đúng không? Được chưa con? Yeah! Đâu cho mẹ xem. À đây các bạn ơi, đây là màu đầu tiên bạn Bún làm đấy. Đây là khuôn mặt của bạn gái. Màu cam nhưng mà cũng được, cũng gần ra màu kem rồi. Tại vì cũng xem màu giống nhau. Chúng mình cậy, sau đó chúng mình sẽ bóc ra cái bảng màu mình cần dùng. Và sau đó chúng mình cho cát vào, vậy là xong đúng không? Ừ. Đấy, con bóc cẩn thận nhá. Đấy, đã xong. Bên đây tiếp. Tại vì hai bên giống hệt nhau đúng không con? Vâng ạ. Thế hai bố con em Bắp làm đến màu gì rồi? Bây giờ chuẩn bị màu xanh. Đây, màu xanh đây con. Rồi con tắt vào đây cho bố. À, chỗ này cơ mà con, chỗ đấy không có. Rắc nhầm, nó chuyển xuống. Trong khi bạn Bún, bạn đang đi làm màu hồng thì hai bố con bạn Bắp cũng đang làm màu xanh của chiếc xe máy rồi các bạn. Đây, bố gậy con đổ màu. Được rồi. Bạn Bún bây giờ bạn này đang làm những cái váy đấy các bạn. Con nhớ phải bóc đúng mảng màu nhá. Nhìn bạn gái của bạn Bún rất đẹp nha, màu hồng nhìn rất xinh. Bạn Bún làm xong cái váy, sau đó bạn Bún sẽ làm cái váy tóc để các bạn cùng xem. Mẹ ơi, mẹ người ta cắt bị kiểu gì? À, người ta cắt hơi vẹo một chút, không đúng màu đen. Và của hai bố con bạn Bắp đây, hai bố con đang xong kiếm một bích đang làm cái gì đây? À, làm cái bánh xe các bạn nhá. À, cái bánh màu đen. Đây, chúng mình vừa cắt màu vào vừa. Hai bố con đang kết hợp làm cái bánh đấy các bạn. Có màu đỏ. Được rồi. Đâu em bóc cho các bạn cùng xem với. Đẹp quá các bạn ơi. Chiếc xe máy của hai bố con đây có màu vàng, màu đỏ, màu xanh và đang là màu đen. Bây giờ còn những màu cuối cùng hai bố con sẽ làm nhá. Trong khi đó thì bạn Bún đây, bạn ấy đang làm cái váy cho các bạn. Đúng rồi, con rắc đều như vậy. Sau đó con sẽ khúc cua và con cho vào bát. Thế là bạn Bún biết cách làm cho cát rồi đấy đúng không? Xong rồi bác ơi. Đâu, để mẹ quay các bạn cùng xem. Đây các bạn ơi, đây là chiếc xe máy của hai bố các bạn Bắp. Anh ơi, vẫn còn mảng màu. À, cái mảng màu thủng mà. Đây. Vâng, chỗ đây. À, chỗ thủng à. À, hay chúng mình cho màu xanh vào nhá. Đúng rồi, cho màu xanh vào đi. Thế còn bạn Bún,
Đây, bạn ấy đang làm cho bạn gái, bạn ấy có mái tóc màu vàng. Ui, xinh thế, bạn gái của bạn Bún chắc kém thật đẹp đây. Bây giờ chúng mình cũng đợi bạn Bún làm xong nhá. Họ chúng mình cùng ngắm nhá. Các bạn ơi, thế là hai bức tranh của hai bố con đã làm xong. Bạn Bắp thì xe máy, còn bạn Bún là công chúa kìa, bị con chó cún đang cắn váy, nhìn rất xinh nhá. Các bạn hãy chấm điểm cho hai bức tranh, xem bức tranh của bạn Bún được bao nhiêu điểm và của bố bạn Bắp được bao nhiêu điểm nhá. Vâng, bố cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của ba bố con Bún các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.